Cả đời nặng lòng vì chị gái và sự ra đi xót xa ở tuổi 50 của em ruột Như Quỳnh. Chiều ngày 12 tháng 4, ca sĩ Như Quỳnh thông báo em ruột cô là nhà thiết kế, ca sĩ Tường Khuê vừa đột ngột qua đời ở Mỹ do đột quỵ. Ra đi ở độ tuổi 50, nam nghệ sĩ sinh năm 1972 khiến cho nhiều người bất ngờ và xót xa. Lúc sinh thời, Tường Khuê sớm bén duyên với nghệ thuật. Anh được nhận xét có chất giọng trầm ấm, gương mặt ưa nhìn và đôi mắt cuốn hút giống như người chị ruột nổi tiếng. Từng phát triển sự nghiệp ở thị trường hải ngoại, song Tường Khuê hoạt động độc lập chứ không dựa dẫm vào Như Quỳnh. Trải lòng với truyền thông, nam nghệ sĩ 7X cho biết anh có những áp lực nhất định vì sự nổi tiếng và bị so sánh với giọng ca người tình mùa đông. Tuy nhiên, Tường Khuê thừa nhận Như Quỳnh đã giúp đỡ và hướng dẫn anh rất nhiều trong cách hát, cách biểu diễn. Chị gái cũng hy vọng anh tự theo đuổi nghề bằng thực lực và được các ông bầu, nhà tổ chức sự kiện mời đi diễn với tên tuổi riêng. Có thời gian, Tường Khuê kết hợp với người anh kết nghĩa là Tường Nguyên, trở thành một cặp song ca ăn ý dòng nhạc quê hương, trữ tình. Cả hai thường xuyên hát ở hải ngoại và năm 2015 cùng về Việt Nam tổ chức live show ghi hình. Khi thấy không còn nhiều duyên với vai trò ca sĩ, Tường Khuê dần chuyển sang làm nhà thiết kế thời trang và chuyên thiết kế trang phục cho ca sĩ Như Quỳnh. Anh từng tiết lộ, từ nhỏ đã thấy chị gái hay phải mượn đồ đi diễn, nên lúc nào anh cũng nung nấu ước muốn sẽ tự tay chuẩn bị những bộ đồ thật đẹp cho nữ danh ca để xuất hiện trước khán giả. Những năm qua, Tường Khuê sống khá kín tiếng, nhưng vẫn luôn nặng lòng với sự nghiệp của ca sĩ Như Quỳnh. Chính anh là người âm thầm đứng sau, quản lý, hỗ trợ một số công việc để chị gái có thể chuyên tâm đi diễn và thực hiện những sản phẩm tâm huyết. Việc anh đột ngột qua đời là một cú sốc lớn, một nỗi mất mát không gì bù đắp được đối với ca sĩ Như Quỳnh. Hiện chị đang bối rối nên chưa chia sẻ về kế hoạch tang lễ của em trai. Xin thành kính phân ưu, chia buồn cùng gia quyến.